trăm ngày của ngoại. Con có đốt nén hương cho ngoại và ngoại phù hộ luôn thì cho con cháu làm ăn khỏe mạnh, ngoại đi cũng bình yên siêu khó. Đốt bên đây cây nọ. Nay trăm ngày của ngoại. Đây là chị hai đốt nhang cho bà ngoại. Bà ngoại phù hộ cho con cháu làm ăn làm được cầu đâu được đó. Nguyện dân ba thành thân thật, tánh yên bình bị
tay lo nguyện thị tu thân cần nguyện căn nguyện hoàn căn căn bảo phúc nguyện văn yêu lương thị diễm trùng tiền đồng thành tôn nguyện thị kim đại nguyện minh liêm nguyện minh lạc nguyện công lập trần thị anh đào nguyện hoàng khánh giang nguyện hoàng nhật hoa nguyện bình như nguyện bình anh nguyện quang hải nguyện quang danh phan nguyện tâm như phan nguyện anh tư trần phan gia khánh nguyện phan minh quy trần phan long bảo trần phan long sơn anh Nguyễn Ngọc, Nguyễn Nguyễn Minh Hòa, Nguyễn Minh Quê, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Minh Lâm, Hồ Tỷ Tỷ Dương, Hồ Chí Kiên, Nguyễn Tỷ Tỷ Ca, Nguyễn Văn Nhẹ, Điệp Đồng Thành Tử Tôn Lần Ngô, Nguyễn Minh Triệu, Nguyễn Phúc, Nguyễn Trúc, Nguyễn Trúc Tiên, Nguyễn Minh Nhân, Nguyễn Tàu Hành, Nguyễn An Văn Cần, Điệp Đồng con điền dâu bao trệ tuần trao ngoan thiết lễ kỳ siêu bao nghĩa bao hiếu cuộc gì qua già nghiêm linh tất dân vong còn tố phụ bà võ tỷ người như chị chân một quân thanh văn dậu và niên hưởng thượng thượng thọ cảnh thế cuộc tập ba quê bởi ư kỳ thời niên nhị nguyện sơn phụ nhật mạng thời nhi trung ô đây là mâm cơm canh cúng bà ngoại kêu không chịu qua phúc làm đơn sơ cúng bà ngoại thôi 200 ngày của ngoại đây là nhà của cậu chuẩn bị một cái thau nước thì khô này mình phải lấy kéo mình cắt đầu cắt đuôi cho nó gọn lại hẳn nha cắt đầu cắt đuôi tại cái đầu mình ăn không có được thì con khô mình phải cắt ra làm hai như vậy bỏ vô nước mình ngâm một chút xíu cho nó bớt mặn với lại cái chất dơ á ta bán ngoài chợ á tay người này bóc người kia bóc cũng có sạch lắm mình cứ ngâm khoảng 15 phút ha lâu hơn chút cũng được không sao rồi mình hẳn rửa lại rồi mình mới chiên nha các bạn cắt như vậy thì muốn ăn nhiêu á thì mình chiên bấy nhiêu còn cái phần còn lại mình sẽ bỏ lên ngăn đá của tủ lạnh thì mình ăn sẽ lâu hơn thì nó không có bị hư và bị dòi thì mình mua đủ mình ăn thì còn dư thì mình sẽ bỏ lên tủ lạnh ha các bạn cứ ngâm như vậy cắt ra
làm hài ngầm chút xíu. Cái khô mình ngâm nãy giờ cũng 15 phút các bạn. Giờ mình vớt ra để cho nó ráo. Nên mình ngâm như vậy nè. Nhiều khi mấy con khô mà nó không sạch mà nó có dòi á, nó cũng bò ra hết nữa. Nè, cái con này là con dòi nè, thấy không? Vậy á. Nhưng mà nó cũng vẫn sạch. Mình ngâm vậy thì nó sạch hơn khi mình rửa sơ mình chiên. Thì mấy con dòi nó cũng ấy, nó chết thì nó sẽ bò ra ngoài thì nó cũng sạch. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình vớt ra mình để vào cái rổ cho nó ráo. Rồi mình đem lên hẳn mình chiên nha, chứ đừng có về để vậy cái mình không rửa, mình rửa sơ là rất là dơ. Với lại mình ngâm như vậy cái chất mặn của con khô á nó bớt đi. Thì mình để ráo cái mình chiên, mình bỏ qua cái rổ nè. Khô này người ta muối người ta phơi á nó mặn lắm, nhìn cũng sạch sẽ cái miếng của con khô nữa nè. Như vậy thôi, mình để ráo chút xíu rồi mình chiên ha. Mình cũng chuẩn bị chảo, thì mình chiên thì mình phải cho dầu, cũng cho dầu vào thì lửa nó nóng rồi. Khô nãy mình để ráo rồi, mình rửa để ráo rồi, giờ mình bỏ vô mình chiên ha. Chiên cho hai mặt nó vàng đi, hẳn muối rim đường ha. Rim đường các bạn cho lửa mình nấu xuống đi để nó nhanh. Vô mình chiên cho nó vàng thôi nè. Tại cái này mình ngâm nước á, nó hơi ướt nên cũng hơi dăng. Như thế mình bỏ cho nó hết cái số khô mình bỏ vô ha. Cháo khô của mình á, chiên nãy giờ nó cũng đã vàng hai bên rồi. Bây giờ mình dặn cái lửa nhỏ mà nhỏ nhất nha. Rồi mình sẽ rưới đường lên cái mặt khô này, là để nó riu riu. Chút mình trở qua cái mặt bên kia mình cũng rưới tương tự như vậy. Thì để riu riu lửa thì nó sẽ từ từ nó thấm vô con khô, nó sẽ bớt mặn. Đây mình là rưới đường, riêm đường lên. Thì mình để cái lửa nhỏ là nhỏ nhất luôn, nhỏ ơi là nhỏ, nó vừa đủ nóng. Rồi mình sẽ trở qua, trở qua như vậy. Rồi mình sẽ rưới cái mặt thứ hai. Rồi mình trở lại thì mình sẽ tắt lửa nha, để nó khác nha các bạn. Đây nè các bạn, mình đã trở qua mà mình đã rưới cái đường trên cái mặt thứ hai rồi. Bây giờ mình cũng trở xuống, mình sẽ để nó xuống rồi mình tắt lửa thôi. Thì cái dầu nó vẫn còn nóng á, nhưng cái đường nó sẽ tan ra từ từ thì con khô nó mặn mặn, ngọt ngọt, ngon nha các bạn. Nó có cái vị đường, nó không có mặn, mà nó vừa ăn, vừa phải. Đó, như vậy là xong. Rồi mình tắt lửa nha. Xong rồi, tắt lửa thì mình cũng vẫn chở cái khô nãy mà cái mặt nãy mà mình rưới á. Nó vừa giòn, mà nó vừa mặn mặn, có cái vị ngọt ngọt của đường, mình ăn với cơm rất là ngon nha. Rồi, ăn như vậy là hết cơm luôn đó các bạn à. Trời ơi ngon lắm. Các bạn nào chưa làm chiên cái cách này á thì các bạn thử làm đi, ăn rất là ngon. Nhưng mà lúc khi mình á cho đường vô á thì mình phải nhanh tay nha, chở nhanh tay, với lại dặn lửa nhỏ nhất luôn để riu riu thôi. Rồi cái mặt thứ hai là mình chở qua là mình phải tắt nha, để nó cái đường này nó khác đó. Đó, thấy không các bạn, thấy nó rất là ngon không?